Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách tăng cường bảo mật cho ví Zalo Pay để các bạn có thể yên tâm sử dụng nha. Thì để mà có thể tăng cường bảo mật cho ví Zalo Pay thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên điện thoại của các bạn lên nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái biểu tượng hình người ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha. Để vào một cá nhân như thế này thì mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào cái phần là QR nha các bạn, thì mình sẽ chọn vào cái phần này nè. Thì sau khi mà cái mini app ví QR đã được khởi động hoàn tất thì các bạn đã xem được các thẻ của mình. Thì tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần là cài đặt ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha. Thì mình sẽ chọn vào phần cài đặt này nè các bạn, mình sẽ chọn vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào cái phần này nha các bạn, mình sẽ chọn vào cái phần là khóa quyến QR bằng mã pin. Mình sẽ bật nó lên bằng cách là nhấn cái thanh trạng thái màu xám trên bên phải nha, để bật nó lên như thế này. Rồi tiếp theo là mình sẽ tạo mã pin cho ví QR của các bạn nha. Thì mình sẽ nhập cái mã pin mà mình muốn tạo vào nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ nhấn vào tiếp tục này. Rồi mình sẽ xác nhận lại mã pin một lần nữa nha. Rồi mình sẽ nhấn vào xác nhận. Thì tiếp theo là các bạn hãy kiểm tra xem cái công tắc ở mục là xác thực vân tay và khuôn mặt đã được bật lên chưa. Nếu chưa thì các bạn hãy bật lên nữa là xong nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tăng cường bảo mật cho ví Zalo Pay để các bạn có thể yên tâm sử dụng hơn rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.